thưa quý vị ân nhân Hội Bác Ái Phanxicô, con là nữ tu Teresa Nguyễn Bảo Bích Nga. Hiện nay con đang có mặt tại Bệnh viện Nhiệt đới Sài Gòn đến với em Hà Hậu. Em là một người đồng bào dân tộc tại Đắk Nông. Như chúng con đã thông tin về em trong mấy ngày qua thì sáng nay em mới được đưa vào chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới, đang chờ các bác sĩ hội chẩn. Vậy con một lần nữa xin được giới thiệu về trường hợp của em Hà Hậu. Chào em giới thiệu tên em cũng như tuổi của em. Em bị chân như thế này bao nhiêu năm rồi? Dạ chào ạ, dạ, em tên là Hà Hậu ạ. Năm nay em 22 tuổi rồi. Chân em bị như này bao nhiêu năm rồi? Dạ tính từ đó tới giờ chân em được 7 năm rồi ạ. 7 năm rồi, em có biết chân em bị làm sao không? Bác sĩ nói là em bị run chỉ. Bị run chỉ rồi, người ta gọi cái bệnh này là bệnh gì? Chân voi. Dạ bệnh chân voi ạ. Bệnh chân voi hả? Nhưng mà sao 7 năm rồi mà hôm nay em mới lên bệnh viện? Ý là hồi lúc mới bị là em cũng lên bệnh viện chữa rồi nhưng mà không khỏi. Với lại nhà em lại không có điều kiện nữa. Nhà em ba mẹ em làm gì nè? Ba mẹ làm nông hết ạ. Rồi gia đình em đã chạy chữa cho em như thế nào rồi? Nhà em lại không có điều kiện nên phải bán nhà bán đất đai để chữa bệnh cho em. Bây giờ hiện giờ thì gia đình mình đang ở đâu? Nhà thì bán rồi nên ở tạm bợ nhà người ta thôi ạ. Đến khi nói chung là người ta sắp lấy nhà đấy rồi, không có nhà để ở. Rồi lấy nhà rồi nhà mình ở đâu? Không có nhà để ở nữa. Rồi cái chân của em thì tình hình chân em mấy bữa nay nó như thế nào, em nói cho mọi người nghe nè. Chân em bữa nay nó ngày càng to ra với lại đau nữa. Nó nhức ở trong hay nó làm sao nè? Đau. Nhức không? Đau lắm hả? Đêm em có ngủ được không? Không. Ban ngày không di chuyển được hả? Ở nhà em có ai bị như thế này không? Không. Cái mình em có lo không? Em sợ. Sợ như thế nào này? Em sợ chân em chở không khỏi. Rồi bây giờ em có ước mơ gì? Em nói ước mơ cho quý vị ân nhân Hội Bác Ái Phanxicô biết về ước mơ của em nè. Ước mơ của em thì cũng muốn chữa chân, nhưng mà em cũng nghĩ là ba mẹ không có nhà ở thì em cũng muốn làm nhà. Nhưng giờ chân em đau và em cũng muốn chữa chân. Kính thưa quý vị ân nhân, đây là một trường hợp của một bé người đồng bào dân tộc tại Đắk Nông. Chân em có triệu chứng là căn bệnh chân voi. Các bác sĩ chuyên viên đang chẩn đoán, và gia đình em thì thuộc hộ nghèo, có đất có nhà nhưng mà đã bán để chạy chữa cho em. Hiện giờ thì gia đình em đang ở tạm bợ và không biết bao giờ thì họ sẽ đuổi đi, cũng không có nhà để ở. Chân em thì rất là đau nên em cũng ước mơ để chữa chân, nhưng mà lại muốn mọi người giúp cho bố mẹ em có cái nhà ở. Em cũng rất là băn khoăn với ước mơ của mình. Kính thưa quý vị ân nhân, xin quý vị thương giúp cho một trường hợp rất đặc biệt của em, bởi những khó khăn của em, những ước mơ của em đang còn dang dở cho một cô gái tuổi 22 rất là còn trẻ như thế này. Dạ con xin mọi người giúp con chữa bệnh ạ. Nếu mà chữa được chân con còn muốn đi học như mọi người ạ. Con học lớp mấy rồi? Con bỏ học năm lớp 9 ạ. Năm lớp 9 à? Dạ. Bây giờ em mong mọi người có thể giúp em chữa chân. Với lại nếu được em cũng muốn làm nhà cho ba mẹ em ạ. Xin quý vị ân nhân Hội Bác Ái thương tình em nghĩ đến hoàn cảnh của em và giúp đỡ em ạ.